1724 tại làng Lưu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương, nay là thôn Lưu Xá, xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông sinh ra trong một gia đình có 6 tiến sĩ, bố là Lê Hữu Mưu, mẹ là bà Bùi Thị Thường. Lê Hữu Trác không những là một nhà y dược học vĩ đại, ông còn là nhà thơ, nhà văn xuất sắc, nhà tư tưởng tiến bộ, có tinh thần nhân đạo sâu sắc, được nhân dân và giới y học cả nước suy tôn là bậc y thánh của Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ có chuyến trải nghiệm tìm hiểu về khu di tích Hải Thượng Lãn Ông, và đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu của bạn Vũ Anh, thuyết minh viên của Ban Quản lý Khu Di tích tỉnh. Xin chào bạn. Xin chào chị Dung ạ. Xin chào các quý vị khán giả. Sinh ra trong một gia đình cự tộc thì từ nhỏ thì Lê Hữu Trác đã nổi tiếng là thông thạo y nho lý số và đã thi đậu liền tam trường. Thế vậy con đường nào dẫn ông đến với y thuật vậy? Kính thưa các quý vị khán giả, khi Lê Hữu Trác 20 tuổi, ông phải rời kinh thành về quê nhà, vừa trông nom gia đình, vừa chăm chỉ đèn sách, mong nối nghiệp gia đình, chọn con đường khoa cử để tiến thân. Chỉ một năm sau, tức vào năm 1740, thì ông bắt đầu nghiên cứu thêm binh thư và võ nghệ. Ông nhận ra chiến tranh chỉ tàn phá và mang bao đau thương. Chán nản, ông muốn ra khỏi quân đội nên đã từ chối mọi sự đề bạt. Đến năm 1746, khi người anh ở Hương Sơn mất, ông liền viện cớ xin về quê nuôi mẹ già, chăm cháu nhỏ thay anh và xin ra khỏi quân đội. Nhất là khi ông bị ốm nặng, chạy chữa 2 năm không khỏi. Sau nhờ lương y Trần Độc, người Nghệ An, là một bậc lão nho, học thông, hiểu rộng, nhiệt tình cứu chữa. Từ đó, ông mới nhận ra rằng trên đời này còn có một công việc quan trọng đối với con người, đó chính là chữa bệnh cứu người. Vốn là người thông minh, học rộng, ông mau chóng tìm thấy sự say mê ở sách y học, nhận ra nghề y không chỉ lợi ích cho mình mà có thể giúp người đời, nên ông quyết chí học thuốc. Ở Hương Sơn, ông làm nhà cạnh rừng, đặt tên hiệu Lãn Ông. Ông lười, y nói lười biếng, chán ghét công danh, tự giải phóng mình khỏi sự ràng buộc của danh lợi, tự do nghiên cứu y học, thực hiện chí hướng mà mình yêu thích. Sau hơn 40 năm chữa bệnh cứu người, miệt mài nghiên cứu, ông đã để lại cho nền y học Việt Nam một di sản quý giá, đặc biệt là bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, được ông dày công biên soạn, ghi chép và chất lọc lại những chân lý ông đã lĩnh hội được từ các đại danh y đời trước. Và mất gần 10 năm, từ năm 1760 đến năm 1770 để hoàn thành. Bộ sách gồm 28 tập, 66 quyển, bao gồm lý, pháp, phương, dược và biện chứng luận trị về nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, sản khoa, nhi khoa, đậu sởi, nhãn khoa, thương khoa, cấp cứu và cả đạo đức y học, vệ sinh phòng bệnh. Đây được coi là bộ bách khoa toàn thư y học của thế kỷ thứ 18. Loại sách mà ở thời kỳ đó trên thế giới cũng rất ít. Các cuốn như Lĩnh Nam Bản Thảo, Thượng Kinh Ký Sự không chỉ có giá trị về y học mà còn có giá trị về văn học, lịch sử, triết học. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác không chỉ là danh y có cống hiến to lớn cho nền y học dân tộc, ông còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng lớn của thời đại. Ông đã để lại cho hậu thế một tàng thư y học, một tấm gương sáng về y đức, y lý, y thuật vô giá trong di sản văn hóa Việt Nam. Vũ Anh thân mến, luôn đề cao ý đức thì Lê Hữu Trác đã đưa ra 9 điều răn dạy cho học trò cũng như là tâm niệm cho bản thân và đề ra 8 tội cần tránh đối với những người hành nghề y. Đó là những điều gì vậy? Thưa quý vị khán giả, đại danh y Lê Hữu Trác đã đặt ra cho người thầy thuốc chân chính 9 điều y huấn cách ngôn, đó là phải nghiên cứu, hiểu lý luận một cách thấu đáo, cho nhập vào tâm để khi ứng dụng mới tránh được sai lầm. Phải căn cứ vào bệnh nhẹ hay nặng mà thăm khám trước hay sau, chớ phân biệt giàu hay nghèo. Khám bệnh cho phụ nữ phải đứng đắn, luôn luôn có người nhà bên cạnh, luôn luôn quan tâm người bệnh, không để thú vui riêng làm chảnh mảng việc chăm sóc. Chữa bệnh phải dùng thuốc tốt, có chất lượng và luôn luôn có sẵn, khiêm tốn hòa nhã với đồng nghiệp, kính người hơn tuổi, trọng người tài giỏi, nhường người kiêu ngạo, dìu dắt người kém, hết sức chăm sóc người nghèo, mẹ hóa con côi, con thảo cháu hiền,
có thể cung cấp thuốc men và cả lương thực nếu có điều kiện, chớ mưu cầu quà cáp. Đạo làm thuốc là phải bảo vệ sinh mạng của con người, chỉ lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, đại danh y Lê Hữu Trác còn đặt ra cho người thầy thuốc chân chính cần phải tránh 8 tội, đó là tội bủn xỉn, tội lười, tội tham lam, tội lừa dối, tội hẹp hòi, tội thất đức, tội bất nhân và tội rút nát. Sau khi ông mất năm 1791, đã được phối thờ ở Y Miếu Thăng Long. Tại quê hương ông, con cháu dòng họ cùng toàn thể nhân dân đã xây dựng nhà tưởng niệm Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác. Ban đầu, quy mô nhà tưởng niệm khá nhỏ. Đến năm 1992, Bộ Văn hóa Thông tin cùng với Bộ Y tế đã đầu tư trùng tu mở rộng nhà tưởng niệm như ngày nay. Với diện tích trên 200m2 trưng bày cùng khuôn viên rộng trên 1000m2, nhiều di tích phụ cận xung quanh đã tạo nên một quần thể di tích rộng lớn. Năm 2006, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Bộ Văn hóa Thông tin trùng tu tôn tạo quần thể di tích này. Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông thì được xếp hạng di tích quốc gia vào năm nào và cấu trúc của cái khu di tích này gồm những gì hả anh? Khu di tích thờ danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 trên nền đất của dòng họ Lê Hữu thì đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận đã xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1990. Trong khu di tích thì tiêu biểu là công trình đó chính là đền thờ danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, đầu tiên là nghi môn và hai bên trái và bên phải nghi môn là Tả Vu Hữu Vu. Tiếp theo là đến khu thờ chính. Khu thờ chính của đền thờ thì có kết cấu kiến trúc kiểu chữ đinh, gồm có hai tòa là tiền tế và hậu cung. Tại hậu cung còn lưu giữ pho tượng đại danh y Lê Hữu Trác, được tạc nguyên bản theo ảnh của cụ. Tượng được tạc bằng chất liệu gỗ vụ nặng khoảng 3 đến 4 tạ. Pho tượng này được ông Dương Đức Quýnh, là người con của huyện Yên Mỹ, là giám đốc nông trường Lào Cai, kính tặng vào năm 2004. Ngoài ra còn lưu giữ bản gia phả viết tay của họ Lê gốc Lưu Xá, từ đời cụ Thủy Tổ là Lê Phúc Tiên đến đời thứ 5 thì được chia ra làm hai ngành chính. Ngành trưởng cụ Tổ là Lê Quang Nghi ở lại Lưu Xá và phát triển thành 18 chi. Thế còn ngành thứ cụ Tổ là cụ Lê Lội thì vào Diễn Châu, Nghệ An phát triển lên thành 6 chi. Từ năm 2000, Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Y tế, đặc biệt là Trung ương Hội Đông y Việt Nam chọn ngày mất của ông là ngày 15 tháng 1 âm lịch, làm ngày truyền thống của ngành và tề tựu về đây mở hội để tưởng nhớ công lao to lớn của ông. Lễ hội truyền thống Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác hàng năm nêu cao gương sáng của ông, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân xã Lưu Xá nói riêng và nhân dân Hưng Yên nói chung. Cũng nằm trong thôn Lưu Xá, cách không xa khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, còn có nhà thờ Đại Tôn Lê Hữu, thờ tự những vị làm rạng danh dòng họ. Tiến sĩ Môn lưu giữ nhiều di vật, cổ vật quý như hệ thống bia đá dựng thời Lê và nhiều câu đối đại tự của những người đỗ đạt trong dòng họ cung tiến, đặc biệt là một số đạo sắc của các vua đời Nguyễn phong sắc cho các cụ họ Lê đỗ đạt cao. Nhà thờ Hoàng Giáp Lê Hữu Danh, ông nội Lê Hữu Trác, khu mộ Tổ họ Lê Hữu, tất cả tạo thành một quần thể di tích phong phú và đa dạng. Là tôi là hậu duệ đời thứ 18 của dòng họ Lê Hữu. Hàng năm thì dòng họ đều có cái tổ chức là ngày tế xuân vào tuần thứ hai chủ nhật của tháng riêng hàng năm, và ngày 15 tháng riêng là ngày mất của cụ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, dòng họ đều có những cái bài phát biểu tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ của con cháu trong dòng họ về thân thế và sự nghiệp của cụ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa có một chuyến trải nghiệm thật là thú vị với những câu chuyện giàu ý nghĩa về cuộc đời và sự nghiệp của Lê Hữu Trác, đại danh y trong bầu trời y học Việt Nam. Cùng những di sản hiện vật còn lưu giữ tại nơi đây thì khu di tích Hải Thượng Lãn Ông chắc chắn sẽ trở thành một điểm du lịch tâm linh không thể bỏ qua khi đến tới Hưng Yên. Xin chào và hẹn gặp lại.
Đây cũng chính là những câu nói trong bài hát Đại Danh Y Hải Thượng Nắng Đông, soạn lời Lương Y Nguyễn Đức Quang, phần thể hiện dòng ca Minh Thành cùng Tô Bố thể hiện. Sau đây xin phép được biểu diễn. Thank you.
Đất